Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Cà phê Cây Đào buổi sáng. Và hôm nay tôi có những người bạn đặc biệt tôi muốn giới thiệu. Các bạn ơi, xin chào, các bạn vào đi nào. Họ đã đi du lịch tới đây từ Trung Quốc từ 2 tháng trước rồi. Xin chào thầy. Xin chào. Và giờ họ bị kẹt ở đây, ở Rim Rock, Arizona. Mời vào. Đây là những người bạn của tôi, Alessandro và Stanley Chen. Xin chào, xin chào. Họ đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Chúng tôi đã làm việc với nhau. Họ là giáo viên DCI và cũng là một dịch giả trong khoảng, tôi không nhớ rõ nữa, hình như là được 8-9 năm rồi, hơn 9 năm. Hiện tại chúng tôi đang phối hợp làm với nhau một dự án gọi là China Superpower. Nó hỗ trợ những ý tưởng về Jinshin. Và cho những người làm kinh doanh, người mà có kiến thức về văn hóa cổ và văn hóa cổ, sau đó thì họ sẽ sử dụng kiến thức đó để trở thành một doanh nhân giỏi hơn trên toàn thế giới. Và vì vậy đó là một dự án thật sự thú vị và nó rất thành công ở Trung Quốc. Và cảm ơn các bạn vì điều đó. Xin cảm ơn. Hiện tại thì họ đang xây một tòa nhà, họ đang giúp chúng tôi xây dựng một trường đại học DCI ở Kyoto, Nhật Bản, và chúng tôi đang làm việc cực lực cho dự án này. Vì vậy, sau viên hôm nay bạn có câu hỏi nào từ ai đó mà chúng ta có thể nói đến không? Và cùng với sự thấu hiểu của bạn về điều đó nữa. Họ đã dạy DCI trong nhiều năm rồi đấy. Xin chào Michael Roth, tôi là Rachel đến từ Malaysia. Tôi đã rất tức giận và bực bội với người bố nóng tính của mình. Tôi đã luôn bực mình từ khi còn trẻ và tức giận với chồng tôi, tức giận với con tôi, tức giận với nhân viên của tôi và tôi đã mắng họ. Và sau khi mà tôi học về cách gieo hạt, tôi đã không làm điều đó nữa và tôi thấy rất là hối hận về điều đó. Tôi tự hỏi rằng hậu quả mà có thể xảy ra với tôi trong tương lai là gì? Xin cảm ơn. Vâng, thật là một câu hỏi thú vị. Hãy để tôi bắt đầu trước cho các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn. Rachel, người mà tôi biết là cô ấy là một người rất ngọt ngào từ Malaysia. Và cô ấy nói, bạn biết đấy, cô ấy không hỏi nhiều đâu. Cơn giận bắt đầu như thế nào? Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn cơn giận của mình? Thật sự thì chúng tôi đã chia sẻ điều đó tập 14 vào thứ Năm ngày 27 tháng 2 tuần trước. Và nếu mà bạn thấy tò mò về điều gì khiến bạn tức giận, hay bạn cũng đang tò mò muốn biết làm cách nào để ngăn chặn cơn giận của mình, bạn có thể xem lại tập 14 vào ngày 27 tháng 2. Có Seiji Takahashi và Ben Genmi đã giúp chúng tôi. Tôi nghĩ hôm nay câu hỏi của Rachel rất khác. Và Rachel đã hỏi là, bạn biết đấy, tôi đã từng tức giận và sau đó tôi đã bắt đầu thực hành với hệ thống hạt giống và tôi thấy khá hơn, tôi trở nên tốt hơn. Nhưng mà tôi lo lắng về những hạt giống cũ vẫn còn đang nằm trong tâm trí tôi. Và những gì sẽ là, cô ấy sử dụng từ hậu quả mà tôi rất là thích, bởi vì trong tiếng Anh, hậu quả có nghĩa là kết quả tồi tệ. Sao Phin là tên Trung Quốc của Alison đấy. À, tôi không biết nữa, bạn nghĩ như thế nào? Bạn biết đấy, cô ấy sẽ có gì? Sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ấy từ những cái hạt giống cũ? Vâng, một trong những điều hiển nhiên, một trong những hậu quả, kết quả chính được căn cứ trên nền kinh văn cổ, thì chúng ta biết rằng nó sẽ ngăn chặn rất nhiều hạt giống tốt nở ra. Điều này khá là quan trọng với tất cả chúng ta trong khi sử dụng 4 bước để gieo hạt. Vì chúng ta muốn có kết quả tốt, càng sớm càng tốt. Vì vậy, cứ xem như là tôi có hàng triệu hạt giống trong tâm trí của tôi. Và bạn biết đấy, những hạt giống tốt và những hạt giống xấu. Và khi chúng nở ra, tất cả đều lẫn lộn với nhau. Đó là lý do tại sao đôi khi tôi có nửa ngày thì tốt và nửa ngày còn lại thì tồi tệ. Và sau đó tôi có thêm một ngày tồi tệ. Và sau đó thì đột nhiên có một vài thứ rất là đẹp diễn ra. Các hạt giống trộn lẫn với nhau. Và khi bạn tức giận, những hạt giống xấu tiêu cực đó có xu hướng chặn những hạt giống tích cực. Nhưng tại sao vậy? Bạn nghĩ gì về điều đó? Điều gì đã xảy ra với hạt giống tốt vậy? Ý tôi là chúng chỉ ngồi trong tâm trí của bạn thôi mà. Điều gì xảy ra với chúng vậy? Trước hết, tôi nghĩ rằng câu hỏi rất hay. Chắc chắn cô ấy là một học viên thực hành DCI. Và cô ấy hiểu hậu quả của việc tức giận ai đó. Và đó thật sự là một khởi đầu tuyệt vời. Và chúng ta có thể nói về lý do tại sao những hạt giống xấu này có thể ngăn chặn những hạt giống tốt. Bởi vì nó có một chút kỳ lạ. Nhưng tôi nghĩ bằng cách nào đó, nó liên quan đến sự hiểu biết của bạn. Đó là cách tuyệt vời để tiếp cận điều này. Tôi nghĩ chúng ta đã nói về điều đó một chút trong lớp dịch thuật có tên hỗn hợp hạt. Nhân tiện, hỗn hợp hạt sẽ tổ chức một câu lạc bộ đọc sách sớm thôi trong tuần tới. Hãy đến với hỗn hợp hạt một lần một tuần vào buổi tối và chúng tôi sẽ mời mọi người đến đó. Nhưng đó là một cách rất là thú vị mà chúng ta có thể đi đấy nha. Bạn có nghĩ vậy không? Điều gì xảy ra trong tâm trí bạn khi mà sự tức giận ngăn chặn những hạt giống tốt của bạn? Phải, tôi nghĩ vậy.
để cho hạt giống tốt chín. Tất nhiên một cách đó là thiền cà phê. Vâng, đó là tưới nước cho những hạt giống, giống như việc bạn liên tục nói về điều đó vậy. Giống như những việc tốt nào, những ví dụ nào, kiểu như ví dụ là bạn đã giúp đỡ một ai đó chẳng hạn. Giống như ngày hôm qua, chúng tôi đã làm việc để kỷ niệm 20 năm cuốn sách Diamond Cutter Business Book. Như vậy chúng tôi đã làm công việc đó. Và trước khi đi ngủ thì chúng tôi sẽ nghĩ về nó, chúng tôi hạnh phúc vì điều đó. Và sau đó thì chúng tôi sẽ chìm vào giấc ngủ. Trong suốt giấc ngủ sẽ có rất là nhiều hạt giống tốt trong tâm trí của chúng ta sẽ gia tăng. Và đó là một cách để làm cho hạt giống tốt chính. Và thứ hai, đó là những gì tôi đã muốn đề cập đến. Nếu bạn hiểu hạt giống vận hành như thế nào thì nó cũng làm tăng tốc độ hạt giống tốt như vậy. Wow, chỉ cần nghĩ về những hạt giống theo một cách đúng đắn, nó cũng như là bạn tưới nước cho những hạt giống tốt đó. Nhưng điều gì liên quan đến sự tức giận với những hạt giống tốt? Vâng, đó là những gì tôi đang cố gắng nói ra. Tôi nghĩ mỗi chúng ta tức giận là chúng ta quên cách hạt giống vận hành. Đó là tiền đề cho việc chúng ta nổi giận. Yeah, đó là hai người chào một điển hình. Yeah. Nếu cô ấy hiểu rằng đúng ra cô ấy không thể nổi giận được, ý tôi là đó là lý do vì sao mà các sách cổ nói rằng để loại bỏ cơn giận của bạn mãi mãi thì bạn phải hiểu một điều về người chồng của bạn trong nhà bếp. Cũng giống như cây bút. Đó là một câu hỏi tuyệt vời cho em đó em yêu. Cũng giống như là cây bút vậy. Và nếu chúng ta quên rằng cây bút đến từ chính chúng ta, và cũng tương tự như câu chuyện hai người chồng trong nhà bếp. Nếu chúng ta tức giận lên người chồng là bởi vì chúng ta quên rằng người chồng đến từ phía chúng ta, cũng giống như cây bút đến từ phía chúng ta. Nhưng mà khi bạn nổi giận là bởi vì chúng ta nhìn thấy người chồng tồn tại ở ngoài kia, họ đã sẵn ở ngoài kia. Vì vậy, khi họ bực mình, điều đó chứng tỏ rằng bạn không nghĩ gì về việc mọi thứ đến từ đâu. Và sau đó chẳng thèm nghĩ gì về mọi việc đến từ đâu. Sẽ khóa lại việc nảy mầm của các hạt giống. Bởi vì việc ghi nhớ mọi thứ đến từ đâu sẽ nuôi dưỡng hạt giống tốt rất mạnh mẽ. Được rồi, bây giờ tôi có câu hỏi dành cho các bạn đây. Ok. Và chúng tôi đã không thực hành nó. Tôi thích kiểu câu hỏi như vậy. Này nha, theo luật nhân quả mà bạn biết trong mỗi khóa DCI, mỗi buổi tọa đàm DCI thì chúng ta nói về 4 luật nhân quả. Luật thứ nhất là gieo gì gặt nấy. Bạn nhận lại những gì mà bạn cho đi. Nếu mà bạn gieo chuối, bạn sẽ gặt chuối, hạt giống chuối. Luật số 2 nào? Bạn phát triển một thói quen. Nếu bạn nói dối, bạn bắt đầu nói dối mẹ bạn. Và sau đó, sau lần đầu tiên này, sẽ dễ dàng nói dối nhiều hơn. Đó là kết quả thứ 2. Còn kết quả thứ 3 nào? Bạn tạo ra môi trường của bạn. Xin lỗi. Bốn luật nhân quả mà. Bốn luật nhân quả chứ. Xin lỗi. Bốn luật nhân quả. Bạn nhận cùng kết quả của điều mà bạn đã làm. Nếu mà bạn nói dối thì sau đó người ta cũng sẽ nói dối với bạn. Bạn nhận được thói quen xấu. Bạn sẽ nhận được kết quả lớn hơn chứ. Bạn sẽ nhận những kết quả lớn hơn. Nó sẽ nhân lên và nhân lên nữa. Hạt giống tăng lên điên cuồng. Và luật số 3 là nếu bạn chẳng làm điều gì cả, bạn sẽ chẳng gặt kết quả nào cả, sẽ chẳng có kết quả. Nhưng luật số 4 nào? Nếu mà bạn làm, bạn sẽ gặt kết quả. Chắc chắn là như vậy. Vì vậy thì nó vận hành như thế nào về việc rằng sự nổi giận, sự bực mình, nó sẽ khóa cái hạt giống tốt của bạn. Vì theo như luật nhân quả số 4 thì những hạt giống tốt phải cho ra kết quả chứ. Câu hỏi hay đó. Vâng, câu hỏi hay. Và bây giờ bạn nghĩ gì? Điều gì xảy ra với cái hạt giống tốt mà cơn giận khóa lại? Chúng có biến mất chăng? Chắc chắn là không thể. Rachel, đối với kinh nghiệm của những học viên như Rachel, người đã từng học DCI trong một thời gian, chúng ta biết rằng có một sự công bằng trong vũ trụ này. Nếu bạn gieo hạt giống xấu, thì chắc chắn bạn sẽ gặt kết quả xấu. Nhưng hiện tại, trong trường hợp khi bạn nổi giận, thì nó là một hình thức của việc hạt giống tốt sẽ bị trì hoãn. Trì hoãn. Chỉ bị trì hoãn thôi. Nó chỉ là không... chúng ta chỉ không thể nhanh gặt được kết quả tốt thôi. Điều đó không có nghĩa là hạt giống tốt bị hủy bỏ, chỉ biến mất. Không đâu. Nhưng sách cổ nói rằng thiêu hủy hạt giống, nó thiêu hủy hạt giống. Vâng, nó nổi tiếng. Nó chỉ là một ẩn dụ mà. Ý tôi là chẳng thể thật sự đốt chúng hay là hạt giống chỉ bị hoãn lại. Tôi có thể nói thế này không? Tôi cũng không chắc nữa, tôi chỉ muốn thảo luận. Không, chúng ta hãy đoán xem nào. Đó là lý do vì sao tôi có câu hỏi này. Tôi nói tôi không biết nữa. Nó đốt khả năng để hạt nảy mầm, nở nhanh. Nó bị trì hoãn một thời gian dài. Tôi có một hình ảnh này trong tâm trí tôi khi nói về điều này. Liệu chúng ta có thể nói là chúng ta có các hạt giống tốt và chúng ta đặt nó vào cái tủ đông. Đóng băng nó. Đóng băng khô các hạt giống tốt.
Vì vậy, liệu có khả năng hạt giống vẫn nảy mầm chăng? Rất lâu sau đó. Nó chưa chết đâu. Nó sẽ vẫn ở đó. Nếu bạn không lấy nó ra, tôi không biết nữa. Hay đấy. Và rồi nó cũng sẽ không nảy mầm luôn. Nhưng một câu hỏi khác nào, tôi sẽ không cho nó dễ dàng với các bạn đâu. Ok. Giả định rằng khi mà bạn gieo hạt giống xấu vào, các bạn dùng 4 bước chuyển hóa, chúng sẽ làm cho hạt giống xấu nảy mầm quá sớm, kiểu giống như là chín non, và chúng sẽ nở sớm và chúng sẽ chết. Và bạn thật sự cũng chẳng thể thay đổi được luật nhân quả. Nhưng mà điều rất là thú vị là khi mà bạn ăn năn hay khi bạn làm sạch hạt giống, thì bạn làm cho nó nở kiểu như là chín non, và sau đó hạt giống xấu nở ra. Thay vì là căn bệnh ung thư thì bạn chỉ bị một cơn đau đầu, theo như ý từ Kinh Kim Cang. Vâng, Kinh Kim Cang. Vậy thì ngược lại, đối với hạt giống tốt thì sao nào? Bạn thấy đó, liệu bạn có làm cho chúng rằng cơn giận có làm cho chúng chín sớm và chúng nở ra quá nhỏ? Kiểu vậy, hay kiểu nào đó, tôi chẳng biết nữa. Ý tôi là liệu nó có đi đôi với nhau không? Có giống nhau không? Vì vậy bạn biết đấy, sự ăn năn, việc làm sạch hạt giống sẽ làm cho hạt giống xấu chín non. Vì vậy, đối với những cơn giận nào mà làm cho hạt giống tốt chín non, và chỉ trước khi bạn trở nên xấu xí thì gương mặt bạn xuất hiện trên tạp chí hay là trên chương trình Bitchy. Trước gì ạ? Chỉ là bạn biết đó, hạt giống tốt chỉ là nở quá nhỏ, quá sớm thôi. Đáng lẽ ra là sẽ to hơn đấy. Không bị thiêu cháy gì cả. Ý tôi là cũng giống như việc xảy ra với hạt giống xấu. Bạn biết đó, khi mà bạn làm sạch hạt xấu và bạn thừa nhận những việc bạn đã làm và bạn hứa không tái phạm lần nữa trong một khoảng thời gian, và điều này làm cho hạt giống xấu nảy mầm rất sớm. Thay vì là căn bệnh ung thư thì bạn chỉ bị một cơn đau đầu. Đó là trong Kinh Năng Đoạn Kim Cương. Vâng. Bạn có nghĩ là hạt giống tức giận cũng tương tự như vậy? Bạn biết đấy, điều gì đã làm cho hạt giống tốt nở ra quá sớm? Bạn biết đấy. Và quá nhỏ, và rồi bạn nhận kết quả xấu từ cơn giận đó là làm mặt bạn trở nên già hơn, nhiều nếp nhăn hơn, buồn ngủ hơn, xấu hơn. Bạn biết đấy. Ý tôi là không, tôi đã không. Bởi vì không có cuốn sách nào nói về điều đó cả. Chúng ta đã không, chúng ta đã chưa học điều này trước đây. Đúng, đó là những lợi ích đấy. Những người bạn này, họ đang tham gia vào lớp dịch sách cổ, và họ đã dành ra 3 hay hơn 3 năm ở đó. Mỗi người họ đang làm công việc dịch sách cổ. Chaofin đang làm công việc dịch sách cổ Vinaya. Vâng. Và nó nói về các giới hạnh, và cô ấy đã có dịch một phần mà nói về, tôi không biết nữa. Nó đã không được thu dọn trong 2000 năm rồi. Và còn Stanley cũng đang dịch Amirama, một pháp rất rất cổ xưa, tôi không biết nữa. Nói như là bách khoa toàn thư về Phật giáo. Cho nên những điều mà họ vừa nói là điều mà chúng ta chưa bao giờ được nghe. Vâng. Và tôi nghĩ đó là một trong những lợi ích của việc dịch nhiều. Chúng ta có, tôi nghĩ là 600 lớp. Vâng. Về việc dịch, cho nên là các bạn có góc nhìn thú vị khi mà bạn nói. Bạn biết gì không? Tôi đã ngồi trong 600 lớp học và tôi đã không nghe bất cứ điều gì như vậy. Vâng, nó cũng là lần đầu chúng ta thảo luận về chủ đề này. Chúng ta đã từng thảo luận rất là nhiều câu hỏi, nhưng không khỏi câu hỏi này, cho nên nó rất là thú vị với chúng ta. Tôi đang cố làm cho cuộc sống của các bạn khó lên đây. Cảm ơn thầy. Con có một vài thứ em muốn nói nhường em trước. Con nghĩ rằng con và Stanley mới... chúng con mới thảo luận rằng việc tức giận sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy rằng chúng ta không hiểu biết gì về sự hiện hữu thật sự vận hành như thế nào, cách mà mọi thứ vận hành. Bạn không thể tức giận với người chồng la hét với bạn nếu vào cùng khoảnh khắc đó bạn nghĩ, nó đến từ mình. Vâng, điều đó có đúng ngay lập tức không? Không. Cứ thực hành nó, đôi khi chúng con đã thực hành nó. Vào khoảnh khắc đó, khi bạn bắt đầu thấy khó chịu, nếu bạn nghĩ, nó đến từ tôi, nó có thật sự hiệu quả không? Tôi nghĩ là nó giúp được. Chắc chắn, bạn càng học về câu chuyện hai người chồng và những nguyên lý này bao nhiêu, và bạn càng thực hành nhiều bao nhiêu, thì con nghĩ là nó sẽ giúp giảm đi cái thời gian mà bạn tức giận bấy nhiêu đấy. Ok, nhưng nó không có nghĩa là, và nó cũng trì hoãn cái thời gian mình phản ứng lại nữa. Vâng. Bạn đã nói về việc những hạt nở, về việc những hạt tốt luôn nở quá sớm, hay là một điều cũng tương tự như thế, phải không? Vâng. Nhân tiện bạn có một phút. Ok, con nghĩ là, con đoán là việc dùng 4 sức mạnh là một bước chủ động để tẩy hay là thanh lọc hạt xấu. Vậy nên nó sẽ kích hoạt ngay lập tức.
nó sẽ kích hoạt một số kết quả như là hạt sẽ nở rất sớm. Và thêm một điều nữa là con muốn bổ sung là nếu đó là trường hợp mà thầy đã dạy chúng con rằng thầy thường cảm thấy dễ chịu một phần nào đó. Yeah, sau khi hạt xấu nhỏ nở, hạt xấu nhỏ, những tai họa bất ngờ nhỏ, phải không ạ? Còn nói về hạt giống tốt, giống như là việc nếu bạn tức giận, bạn sẽ kích hoạt những cái điều tốt nhỏ xảy ra. Yeah. Và rồi bạn sẽ cảm thấy thật sự rất tệ. Yeah. Nhưng mà điều bạn nói, nếu điều đó xảy ra, điều mà bạn vừa nói ở đây là bạn không lên kế hoạch để tức giận như việc là bạn cố gắng làm 4 bước. Nhưng mà bạn sẽ không có nói kiểu, bạn biết đấy, tôi sẽ nổi nóng vào ngày hôm nay với Chauvin hay cái gì tương tự như thế. Ổn thôi, chúng ta hãy nói về nó nhiều hơn vào một buổi khác. Ok, ok. Nhân tiện, thứ mà chúng tôi có DCI, đó là chúng tôi có DCI online, được gọi là các chủ đề và các cấp độ. Cho nên chủ đề chúng ta đi qua những câu hỏi ngắn để suy nghĩ. Tôi nghĩ là có 6 tập. 6 tập và mỗi tập 15 phút. Và rồi nếu bạn muốn đi sâu hơn, bạn nên học 12 cấp độ và bạn sẽ thông thạo 124 công cụ. Cho nên thứ mà chúng ta giải đáp cho những câu hỏi ở đây, chúng tôi không trả lời 100% được. Bạn biết đấy, bạn có thể xem các cấp độ hoặc bạn có thể xem các chủ đề. Đi xe trực tuyến, ok, chúng ta đã có câu hỏi khác không? Cho ngày mai, Scott và Oris sẽ ở đây. Chúng ta có câu hỏi khó dành cho họ. Các bạn sẽ quay lại vào thứ năm, ok? Chúng tôi rất thích, chắc chắn rồi. Và rồi tôi nghĩ Scott và Oris sẽ đi nghỉ mát. Vì vậy các bạn có thể cùng dẫn chương trình vào vài tuần nữa nhé. Chắc chắn à. Ok, bắt đầu. Từ Nga, nói tiếng Nga. Добрый день, меня зовут Оксана Кострева, я из Екатеринбурга, России. У меня такой вопрос. Могу ли я с одним кармическим партнером сеять 2 разных вида семян? Маргарита Ивановна, которую я навещаю раз в неделю в течение 3 часов, мы с ней общаемся, слушаем песни, поем песни, а также я кормлю ее, меняю ей памперс и меняю повязки на ее пролежнях. То есть правильно ли я понимаю, что одновременно с ней я могу посеять семена как общения, так и семена своего здоровья? Спасибо вам большое. Thầy hiểu phải không thầy? Wow, tôi hiểu khoảng 50%. Nhưng mà đã có người dịch cho tôi rồi, nên tôi hiểu cũng gần hết. Nhưng mà câu hỏi của cô ấy là cô ấy đi đến viện dưỡng lão 3 tiếng. Cô ấy ở đó 3 tiếng. Cô ấy giúp làm những công việc rất bẩn như dọn dẹp vệ sinh cho các bà cụ. Và bạn biết đấy, cùng lúc đó cô làm cho các bà cụ không cô đơn nữa. Cô ấy nói chuyện với bà ấy, tạo nên sự kết nối với bà cụ ấy. Và theo một cách thông thường, chúng ta nói rằng việc thăm viếng một người cô đơn sẽ giúp gieo hạt giống người bạn đời tương lai. Và rồi bạn biết đấy, cũng có sức khỏe tốt bởi vì cô ấy cũng giúp một số người ốm. Và cô ấy cũng hỏi, tôi có thể có nhiều hạt giống hơn cho việc tương tác tốt, giao tiếp với người khác không? Liệu có thể làm một điều tốt và có nhiều kết quả từ nó không? Chúng ta sẽ trả lời điều đó vào ngày mai với Scott và Oris vào chương trình Big Tree buổi sáng và gặp các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã đến. Tạm biệt, cảm ơn, tạm biệt, cảm ơn.